Hơn 2 năm nay, không hẹn. Vậy mà cứ vào dịp cuối tuần, hàng chục người gần xa lại gặp nhau bên dự án xây dựng 141 căn hộ chung cư cao cấp ở phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty cổ phần bất động sản Xây Lắp Dầu Khí làm chủ đầu tư, nhưng đã thực hiện trái với hợp đồng và cam kết về thời gian bàn giao nhà cho bà con. Trách nhiệm về sự chậm trễ này được chủ dự án đùn đẩy cho công ty cổ phần địa ốc dầu khí với tư cách là một sàn giao dịch hay nhà đầu tư thứ cấp. Công ty này lại đổ lỗi cho chủ đầu tư. Cứ như vậy, người mua nhà ngày càng thêm hoang mang bởi không biết làm sao và khi nào đòi được quyền lợi của mình. Ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi xây dựng xong phần thô, công ty địa ốc Hòa Bình được chủ đầu tư dự án này thanh toán bằng 25 căn hộ. Thông qua sàn giao dịch của mình, Hòa Bình đã sớm bán hết số sản phẩm này. Tuy vậy, người mua không dễ gì nhận được căn hộ vì chủ đầu tư có nhiều vấn đề tranh chấp khi chuyển nhượng dự án. Vậy là, tương tự như trường hợp ở quận 2, người mua nhà qua sàn giao dịch cuối cùng vẫn phải gánh chịu phần thua thiệt. Cách đây 8 năm, khái niệm sàn giao dịch bất động sản chính thức được thừa nhận trong luật kinh doanh bất động sản. Tiêu chí hoạt động của sàn là công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đảm bảo độ an toàn khi giao dịch. Thông qua sàn, nhà nước sẽ quản lý được hoạt động này và hạn chế thất thu thuế. Thị trường bất động sản từ đó cũng từng bước chuyên nghiệp hóa và lành mạnh hóa. Thế nhưng, thực tế hoạt động của sàn giao dịch trong những năm qua hầu như lại không diễn ra như các nhà quản lý từng dự tính. Điều này khiến cho công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn. Là cơ quan quản lý nhà nước thì khó đánh giá được chất lượng cũng như năng lực thực sự của các sàn. Thì bên cạnh đó là nhiều sàn thành lập, rồi sau đó lại ngưng hoạt động nhưng mà không có thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Thì vì vậy thì là công tác quản lý nhà nước của các sàn cũng có gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này. Vì khi mà liên hệ với các sàn là không liên hệ được. Vấn đề nữa đó là khi hoạt động thì các sàn không tuân thủ cái chế độ báo cáo định kỳ theo quy định về tình hình giao dịch bất động sản qua sàn, cũng gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về thị trường bất động sản để phục vụ công tác dự báo và định hướng của nhà nước. Theo luật định, mọi giao dịch bất động sản đều phải thông qua sàn. Bởi vậy, lúc đầu, khi thị trường nhà đất sôi động, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 500 sàn hình thành như nấm mọc sau mưa. Kèm theo đó là lực lượng môi giới, cò mồi, đầu cơ, khó mà ước nổi. Bởi vậy, có một thời, nhiều người đã nhận xét vui nhưng khá thực tế là nhà nhà, người người kinh doanh bất động sản. Hoạt động đó đã trở thành phong trào. Và như vậy, điều gì đến, tất yếu sẽ phải đến. Thì góc độ pháp luật ấy, thì cái sàn giao dịch bất động sản ấy, là hình thành trong thời gian qua là do nhà nước cấp phép một cách là quá dễ dãi. Thứ hai là đội ngũ nhân viên được đào tạo tôi thấy là bất cập, chưa đầy đủ trình độ. Thứ ba là các trang thiết bị để phục vụ cho làm việc cũng chưa đủ chuẩn. Thứ tư là cái diện tích 1 m², 50 m² quy định của sàn dịch thì cũng không đạt chuẩn. Đấy. Và từ đó thì cái thiếu cái sự kiểm tra kiểm soát của nhà nước, mặc dù quy định về các cái chế tài đối với cái hoạt động của sàn giao dịch bất động sản đã có, nhưng cái cơ quan kiểm tra kiểm soát và chế tài phạt hầu như là thời gian vừa rồi mình buông lỏng, cho nên dẫn cái một số cái hoạt động bất cập, nhất là có thể có một số sàn giao dịch là đã lợi dụng cái sơ hở này để lừa đảo. Cái thứ hai nữa là một số chủ tư cũng lợi dụng là đưa lên sàn để huy động vốn, tránh cái tình trạng là né cái quy định là phải dự án được phê duyệt và được đầu tư xong phần móng, huy động tối đa là 70%, nhưng nhà đầu tư đó né tránh và đưa lên sàn thông qua sàn để người ta tin tưởng và ký cái hợp đồng huy động vốn. Tôi cho là từ đó dẫn đến cái là không đảm bảo vệ cái quyền lợi khách hàng và dễ dẫn đến nguy cơ lừa đảo. Sàn giao dịch bất động sản hình thành và hoạt động trong bối cảnh với một loạt vấn đề bất cập như vậy chính là nguyên do đưa đẩy nhiều người mua nhà đất rơi vào tình thế ngặt nghèo. Trở lại câu chuyện về công ty cổ phần bất động sản Xây Lắp Dầu Khí và công ty cổ phần địa ốc dầu khí, họ không hề phải chịu sự kiểm tra, giám sát của bất kỳ ai, và rồi còn lợi dụng danh hiệu của tập thể anh hùng lao động dễ dàng huy động nhanh chóng số tiền từ khách hàng mua 141 căn hộ. Tiền thì họ đã thu đủ, trung bình mỗi căn là 2 tỷ đồng, nhưng công trình thì cứ bỏ dở vô thời hạn. Trong khi đó, người mua nhà không dễ gì gặp họ, và tình cảnh thật tuyệt vọng, cùng cực.
khi mà cháu mua là nhà tòa nhà đã xây lên đến đỉnh rồi, nên chủ đầu tư nói rằng trong vòng 6 đến 9 tháng là giao nhà. Lúc đó như vậy thì mình tin nữa, tại vì mình thấy chủ đầu tư cũng là một của công ty nhà nước, cũng không mình cũng đi tìm hiểu để mình mua. Mình cũng sợ rất là nhiều, dồn tiền hết rồi mình về đây, nhưng rốt cuộc là đến bây giờ mình vẫn chưa có nhà, mà tiền lãi ngân hàng vẫn cứ phải đóng. Bây giờ bức xúc cũng không biết kêu ai. Từ lúc em ký hợp đồng tới giờ đã trên 2 năm mà chủ đầu tư vẫn chưa hề giao nhà. Và từ thời hạn ký kết trong hợp đồng là dự kiến là quý 4 năm 2011 để giao nhà, đến nay thì chủ đầu tư hoàn toàn không hề giao nhà, mà đã với em đã 6 lần thay đổi cái thời hạn giao nhà. Thậm chí khi em khởi kiện ra tòa án là có 3 lần tại tòa, và trong các biên bản làm việc tại tòa đã lại tiếp tục thay đổi thời hạn giao nhà nữa. Ngày nào, bao người cảm thấy thật may mắn khi được tiếp cận với sàn giao dịch những sản phẩm căn hộ cao cấp của doanh nghiệp thuộc vào top đầu cả nước. Niềm tin trong họ cũng lớn nhanh lên từ đó. Thế rồi, sự thật quá phũ phàng. Cả đời, thậm chí là cả mấy đời góp gom lại dẫn đến kết cục như vậy sao? Không lẽ sàn giao dịch với những mục đích vì dân sinh và mang tính nhân bản đến thế mà người ta lại vô tư lợi dụng để làm công cụ, để trục lợi hay sao? Trước một đối tác thiếu thiện chí, nhưng nhờ đồng lòng và công luật ủng hộ, những người mua căn hộ do công ty cổ phần bất động sản xây lắp dầu khí làm chủ đầu tư, vừa qua đã có một cơ bay hiếm hoi là gặp được lãnh đạo phía đối tác. Cuối cùng, họ phải nhận trách nhiệm bàn giao nhà, nhưng rồi vẫn lại chỉ là những lời hứa gió bay. Vậy là hành trình gần 2 năm rưỡi đi đòi công lý của bà con xem ra vẫn chưa tới hồi kết. Giờ đây, nhiều người chỉ còn trông đợi vào một điều thật mong manh. Thực ra là chúng tôi cũng chọn mặt gửi vàng. Chúng tôi thấy rằng cái đơn vị mà giao bán cái này là một cái đơn vị anh hùng. Tưởng là đơn vị như vậy thì mình mua là cái nơi chắc chắn, mình gửi gắm niềm tin vào đó. Nhưng mà tới bây giờ là mấy năm trời mà chúng tôi cứ lận đận như này. Nhà thì đi thuê, mà tiền thì dồn hết vào đây rồi. Các cụ ngày xưa nói là mua danh 3 vạn mà... Tôi nghĩ là mua được cái danh 3 vạn cũng là rất là công sức rồi. Nhưng mà để gìn giữ được cái danh thì là chuyện khó hơn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là cái đơn vị này không hiểu họ định bán danh 3 đồng hay là 1 đồng không biết. Do được hoạt động hầu như không chịu một sự ràng buộc đáng kể nào, nhiều chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản xem đây như là cơ hội trời cho. Tại quận 7, chính vì vậy mà đã dẫn đến tranh chấp khi chuyển nhượng 25 căn hộ giữa chủ đầu tư dự án Thảo Loan Plaza và bên xây dựng là công ty Địa ốc Hòa Bình, đến mức hai bên phải đưa nhau ra tòa án. Hậu quả không dừng ở đây, khách hàng của số căn hộ kia trót bỏ tiền ra trước cũng bị đẩy vào tình cảnh nợ khó đòi. Có người nhận xét về sự bung ra hàng loạt sàn giao dịch bất động sản của một thời chẳng khác nào phong trào trăm hoa đua nở, và trong số này nhiều điểm thực chất chỉ bằng tay không bắt giặc. Lợi nhuận kiếm ra của họ chỉ có thể bằng những chiêu thức lọc lừa, dẫn đến là biến dạng, béo mó thị trường. Ở phường 13, quận Tân Bình, ông chủ trước của ngôi nhà này là giám đốc một công ty. Thông qua cả chục sàn giao dịch, ông ta đã quảng bá nó là một chung cư giá rẻ cùng nhiều ưu đãi khác cho khách hàng. Khi chào bán thì các sàn không hề thẩm định lại thông tin cũng như tính pháp lý, đồng thời lại còn lăng xê thêm. Xin bỏ qua lời bàn về ý đồ của chủ cũ căn nhà, mà chỉ thấy rằng sàn giao dịch đã không làm đúng chức năng là người môi giới trung thực và minh bạch. Chung là lúc đó là ông giao bán thì nhiều các cái sàn giao dịch đến đây lắm, và nhiều cũng thậm chí nhiều người dân đến hỏi mua chung cư, nhưng mà thực tế ra là không có, đó là gì chủ là đưa đến sàn giao dịch để bán thôi. Có thậm chí công nhân là đến mua nhà giá rẻ đấy thì họ cũng quay ra đều thất vọng cả, có người họ khóc vắt chửi bới nữa. Gần đây, trước hoạt động phức tạp của sàn giao dịch bất động sản, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các quận huyện tập trung cho công tác quản lý. Theo đó, huyện Bình Chánh, nơi diễn ra hoạt động giao dịch đứng ở hàng đầu thành phố, đã ủy quyền việc này cho các xã. Nhiều người đặt câu hỏi, trước một hoạt động quá lộn xộn như vậy, thì liệu cấp cơ sở có thực hiện nổi không? Thực tế ở đây cho thấy, công tác quản lý nhà nước lại vẫn mang nặng tính hình thức. Cái này sắp tới thì xã sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại một lần nữa để xác định lại xem là các cái công ty mà về kinh doanh xây dựng mình á, thì trong đó là sẽ có tổ chức là hoạt động, mà một phần của nó môi giới bất động sản thì cũng một phần của sàn giao dịch thôi, nhưng mà một số cái công ty mình cũng hoạt động như vậy thì mình sẽ kiểm tra lại
thì xem ở trên địa bàn mình thì có hoạt động thêm những cái ngành đó hay không để tổng hợp báo cáo về sở xây dựng. Thì từ đó mình mới có được cái nhìn tổng quát, thì mình mới đề xuất được về cái hướng để mà cho các sàn giao dịch hoạt động nhất là có hiệu quả. Những vụ tranh chấp, khiếu kiện giữa người mua nhà đất với những chủ đầu tư hay các sàn giao dịch bất động sản xảy ra khá phổ biến và kéo dài tại nhiều đô thị lớn, tiêu biểu như thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp. Thực tế đòi hỏi chính quyền cần có những biện pháp quản lý thị trường bất động sản nói chung, trong đó có các sàn giao dịch đạt hiệu quả hơn. Thật vậy, lâu nay vẫn còn tới khoảng 85% số cuộc giao dịch bất động sản tại thành phố này không thông qua sàn. Do thị trường trầm lắng nên hiện cũng có hơn 2/3 trong số gần 500 sàn giao dịch tự ngưng hoạt động hoặc chuyển địa điểm nhưng không báo cáo với sở xây dựng như quy định. Bức tranh các sàn giao dịch bất động sản nhìn chung vẫn còn mang nhiều gam màu xám, khác hẳn với những kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân cốt lõi vẫn chỉ là một vấn đề đã được nói nhiều lâu nay. Cái vấn đề ở đây là vấn đề quản lý hậu kiểm như thế nào để cho các sàn hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có thêm thông tin để định hướng thị trường, cũng như giúp người tiêu dùng có thêm cái thông tin để cơ sở đó họ sẽ quyết định cái mua cái căn nhà cho nó phù hợp với mình, tránh tình trạng mà những cái môi giới mà lừa khách hàng ở bên ngoài đó thì nó cũng không nên. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là vấn đề là nhà nước phải quản lý các hoạt động các sàn như thế nào để vô nề nếp, thì cái đó là cái vấn đề của cơ quan quản lý cần phải xem xét. Hình thành các sàn giao dịch bất động sản nhằm hướng đến một phương thức mua bán hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu bức thiết của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tiếc rằng chủ trương tốt đẹp ấy khi đi vào cuộc sống lại phát sinh lắm khó khăn. Bởi vậy, một lần nữa, mỗi đại biểu Quốc hội cần suy nghĩ lại trong khi xây dựng luật. Các cấp chính quyền nhớ về trách nhiệm của mình. Mong sao rồi đây, sàn giao dịch bất động sản không còn mang tính hình thức, lợi bất cập hại, và nhất là khôi phục lại quyền lợi cùng niềm tin của những khách hàng nhà đất như đã gặp ở phóng sự này.